Chào các bạn, chào các bạn trở lại với video tiếp theo của Can Fit Củ Chi. Hôm nay mình nhận được con HB 15 nha các bạn, i3 thế hệ 5, mã men của nó là LAB972B phở nha các bạn. Đây, review 1.0. Hiện trạng của con này là mình kích nguồn, ăn dòng rất là hấp nha các bạn. Bây giờ mình sẽ cho các bạn xem cái hiện tượng của máy. Rồi, các bạn quan sát là máy ăn dòng nha các bạn. Bây giờ tiến hành mình sẽ kích nguồn. Đó. Kích nguồn là dòng ăn rất là hấp nha các bạn. Rồi, đây là cái hiện tượng của nó. Bây giờ bắt đầu mình sẽ tháo men ra ngoài nha các bạn, kiểm tra và sửa chữa. Rồi, sau khi mình tháo cái men HB15, mã men là LAB972 ra ngoài nha các bạn, thì mình kiểm tra sơ bộ và mình phát hiện thường ở những cái dòng mà mình kích nguồn ăn cái dòng rất là thấp nha các bạn, thường là bị lỗi con IC chuyển đổi nguồn phía sau nha các bạn. Đa phần cái dòng này nó thường hay bị lỗi cái con IC chuyển đổi cái nguồn 3V set và 5V set nha các bạn, hoặc là 3V ren hoặc là 5V ren nha các bạn. Thì ở đây mình nghi ngờ là cái con Q21 nha các bạn. Trên cái men này nó không có chuyển đổi ra cái nguồn 3V 5V phía sau nha các bạn. Bây giờ bắt đầu mình sẽ tháo con IC này nha các bạn, và mình sẽ kiếm con khác, mình sẽ thay vào và mình xem coi cái nguồn phía sau có mở không nha các bạn. Thank you.
Rồi, sau khi mình thay thế và hàng con IC chuyển đổi nguồn phía sau nha các bạn. Bây giờ bắt đầu mình sẽ cắm nguồn và mình kích nguồn xem cái men có mở được nguồn phía sau không nha các bạn và có hoạt động hay không. Rồi, bây giờ các bạn quan sát cái đồng hồ của mình nha các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ cắm nguồn. Rồi, lắp nguồn sáng nha các bạn. Máy ăn dòng. Bây giờ tiến hành mình sẽ kích nguồn. Rồi, men ăn dòng nha các bạn. Bây giờ mình đo xem có mở được nguồn phía sau không nha các bạn. Ồ, máy đã có dòng chạy luôn rồi. Rồi, bây giờ các bạn quan sát cái đồng hồ của mình. Rồi, có 3V. Rồi, có 5V nha các bạn. Ok. Máy đã có đủ 3V, 5V nha các bạn. Đây. Rồi, ok. Rồi, bây giờ bắt đầu mình sẽ gắn men vào xem. Cái máy này có sức hình không nha các bạn. Gắn cái tay nhiệt để lỗi CPU chết. Rồi, bây giờ mình sẽ cắm nguồn và kích nguồn nha các bạn. Rồi, sáng nguồn.
Rồi, máy có dòng chạy nha các bạn. Xem máy có xuất hình này không. Rồi, như vậy là máy đã lên hình nha các bạn. Như vậy nguyên nhân ở cái con HB15, nguyên nhân là do bị lỗi con IC chuyển đổi nguồn phía sau nha các bạn. Sau khi mình đã thay thế IC thì máy đã hoạt động và xuất hình. Rồi, video mình xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo. Chào các bạn.